Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình có mua một cái hộp CNC thì gắn cho con RX0 Mark II của mình. Cái con này RX0 Mark II chủ yếu là mình thấy nó quay phim mà nó cố định nữa các bạn. Di chuyển các bạn di chuyển thì phải buộc cái gimbal. Cái con này bộ là cái con máy ảnh chứ không phải là, thật ra nó không phải là máy quay phim đâu. Đây, nó thế này nè, nó nhìn rất là hoành tráng. Ngày xưa mình lấy lúc nó lấy luôn hết nguyên combo nó là 16 triệu các bạn. Thì bây giờ mình cũng ít sử dụng nó lắm. Cái con này để dành chụp hình chụp chẹt đồ, nó hơi mất phone thiệt nhưng mà ít sử dụng lắm. Quay phim thì quay cố định nó đẹp đó các bạn, nhưng mà quay mà lúc mà quay di chuyển nó rung dữ lắm. Nó chống rung điện tử thôi à. Mà nó có cái nó dở nữa các bạn, là nó không có auto focus nha, lấy nét các bạn là chỉ đi lấy nét một lần thôi hoặc là lấy nét tay thôi, nó không có chế độ auto focus. Mà quay phim mà các bạn không máy mà không có chế độ auto focus á thì nó rất là tệ. Nếu mà lấy nét như con Google á thì được, còn lấy nét con này các bạn lỡ mà lấy nét cận cảnh một cái là các bạn đưa zoom xa rồi nó không lấy nét lại nữa. Rồi các bạn, đây nó thế này, màn hình nó nhỏ thế này, nói chung là màu sắc lúc mà chụp á rất là đẹp. Rồi mình có mua thêm một cái hộp CNC để gắn vô cái con này, mình lâu lâu mình đội với nón rồi chơi cũng được. Rồi để mình đập hộp cái con này về cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây cái con này nha. Thì cái hộp của nó thì bằng giấy này mình mua trên Shopee, nhưng mà nó nhập đa số ở bên Trung Quốc các bạn, chứ Việt Nam không có con này đâu. Rồi bây giờ sẽ đập vào cái con này ra nha. Đây, nó là cái khung CNC luôn, như thế này các bạn. Máy ở Panasonic thì lấy nét rất là chậm, không biết lấy nét được hay không nữa. Đây, nó CNC như thế này các bạn. Thì ở dưới đây nó sẽ có một cái con ốc 3/4 để bắt vô cái chân của máy ảnh này. Còn ở đây thì các bạn như là phi 327 để các bạn gắn lên thêm filter, mà cái này mình không có xài filter. Còn phía bên đây là có hộp, cái này rất là hợp lý các bạn, để các bạn lấy pin ra thay pin. Còn phía trên đây nó trống lỏng như thế này nè, còn phía trên là để lắp nút nguồn để nhấn mở nút máy gì đó. Còn bên đây các bạn gắn thêm cái mic. Đây mình ví dụ mình có một cái mic Rode. Đây, gắn như thế này. Đây, gắn Rode. Rất nha, nhìn rất là hoành tráng các bạn. Rồi cái máy ảnh cái máy gắn vô thì nó vừa rồi. Còn nó cho thêm cái bộ kiện của nó là cái này chỉ dùng để gắn cho Google các bạn, thì nó tính hết rồi. Mình sẽ đeo lên nón gắn cho Google nha. Đây nè, phụ kiện nó gồm có là ba con ốc 4 ly lục giác inox. Này mình nghĩ là 4 ly. 3 ly các bạn, này 3 ly. Còn cho thêm cái lập giác. Còn cái này, cái mouse này để gắn cho Google nha. Đây các bạn, đây gắn cho Google. Như thế này nha, đấy mình gắn vô. Thì cái này này quá trời lỗ 3/4 các bạn, 3/4. Cái lỗ 3/4 nè, để gắn thêm phụ kiện vô. Quá trời lỗ, toàn thì đa số toàn là 3/4 nhiều. Bây giờ mình sẽ gắn con RX0 Mark II vô nha. Đây nó vừa, nó ngàm vừa luôn các bạn. Thì các bạn lấy con ốc này, bạn dặn vừa thì không có cần cứng dữ đâu. Vừa rồi, hai con ốc này sẽ gắn đi nhìn gắn cho Google các bạn.
Thì ở cái con ARX02 này ở Việt Nam thì hình như là ít người chơi lắm các bạn. Có mình lúc đầu tiên mình thấy nó tưởng nó quay phim nó rồ lắm. Ai ngờ đâu mình mua về mình quay phim á. Quay di chuyển nó bập tệ, quá tệ. Còn lúc các bạn quay phim cố định thì nói chung là 4K 30fps của nó thì cũng rất là rồ. Nó chỉ 30 4K 30 fps thôi các bạn, không lên được 60. Đây rất là gấu các bạn. Thì nói chung cái màn hình xây lắp của con này thì cũng rất là gấu rồi. Nhìn nó live stream nhưng mà chỉ 2 phút là tắt màn hình các bạn, 2 phút bắt đầu tắt màn hình nên thì nói chung là pin của nó quay thì tầm 45 phút thôi. Cục pin của nó quay tầm 45 phút, hồi mình quay mấy cái cảnh, một số cảnh cho các bạn xem chơi gồm di chuyển luôn. Đây cục pin của nó đây. Bạn thấy cục pin đó chưa? Đây cục pin nó đây, nó nhỏ xíu à. Đây giờ mình sẽ mở máy lên cho các bạn xem nghe. Như nó no đây, để lên rồi nè. Đây các bạn. Rồi, như cái con này các bạn sẽ gắn tìm được mic nha nghe. Đây gắn thêm mic đưa vô, nhờ có khung này các bạn gắn thêm mic. Nhưng mà lúc mà gắn vô cái này nhìn nó rất là nặng, các bạn hầm hố nhưng mà nó nặng, rất hầm hố luôn. Rồi các bạn sẽ gắn mic vô nghe. Mình sẽ gắn mic vô. Mic drop nha. Đây, gọi này và hở ra. Cái này là hay mất lắm các bạn, hay bị rớt cái này lắm rồi nha. Bạn chịu khó là bạn cố định nó lại chút xíu. Đây các bạn, thì sau khi gắn vô này các bạn sẽ được một bộ quay phim rất là gấu, gấu nghe không? Gấu không? Thì khi quay phim các bạn đưa lên gì người ta sẽ nhìn cái máy các bạn rất là gấu luôn. Thì Google thấy nếu mà nhìn cái con này thấy ngước mắt thèm thuồng á. Nhưng mà sau này có Google màn hình nhỏ phía sau rồi. Rồi thôi các bạn để mình quay một đoạn video cho bạn xem nha. Thử coi chất lượng của con RX02 này như thế nào nha. Thì con RX02 này mình có review một lần rồi. Đợi để mình chỉ mấy cổng kết nối của con RX02 một lần nữa rồi xong mình sẽ ra ngoài quay phim giúp đoạn cho bạn xem. Đây nha các bạn, thì đối với con RX02 này á, thì nó có một thẻ nhớ nè, một HD mini HDMI, một cái cổng micro USB, nó sẽ micro USB cho cái chip TC nha các bạn. Màn hình nó thì xây lật đây 180 độ. Bên đây thì pin, cái khay này là pin, còn phía trước cái ống nó chỉ được là tai sơ ống dai, nhưng mà nó cái len chứ nó được là cái độ mở nó chỉ được 4 các bạn, độ mở nó 4 35, nó là 24 24 35 các bạn, 24 trên 4 nha. Còn cái màn hình của nó thì rất là bé, thì vô cái phần menu nè, mở nó vô phần menu cho các bạn coi, nó rất bé luôn. Còn nếu nhắm qua đây các bạn sẽ chọn được rất nhiều chế độ, nhưng mà nó chỉ được quay là 40K 4K thôi, như 30 thôi các bạn. Đây 4K, chế độ 4K của nó nha. Menu của nó rất là rối, vô nó như một cái máy ảnh này. Là 4K chứ được 30, nó 24 frame. Rồi đây cũng hình để mình ra quay một đoạn cho các bạn xem. Rồi đây các bạn, thì mình sẽ quay phim một vòng chỗ các bạn xem nha. Cái con RX02 này.
Đây thì mình đang sử dụng cái con Lumix GXG85 nha các bạn. Thử sử dụng mic rời ngoài để quay nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì cái màn hình nó rất là bé tí vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay. Action. Rồi đang quay ở khung hình là 4K 30fps, chế độ B, ISO tối tung và toàn bộ mình chỉ cho nó ở chế độ không hết, chế độ tự động hết, nhưng mà mình thích qua chế độ B. Đây thì bây giờ mình sẽ chạy nha. Cái con GX0 Mark II, cái con GX85 mình cũng đang chạy đó. Lu. Mình đây. Chó các bạn, chó nó đang phá ngoài kia đây. Thì các bạn di chuyển đi lên xuống nha. Thì mình nếu quay cận cảnh nè, đang quay cận cảnh cho các bạn xem thì nó sẽ quay dạng chế độ nó cố định các bạn chỉ lia máy đưa qua đưa lại thôi thì rất là đẹp. Đây mình đang đi nha, hai con giống nhau đi ở chế độ giống nhau nha. GX85 thì nó có chế độ chống rung sensor, chống động trong cảm biến luôn, chống rung body luôn các bạn. Rồi thêm cái ống của mình có chống rung nữa, nó tổng cộng chống rung là 5 top nên chống rung đây các bạn, mình đóng lia máy dữ lắm á các bạn. Rồi thôi cảm ơn các bạn nha. Thì mình chỉ quay một đoạn cho các bạn xem gì đó. Rồi chào các bạn.